Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014. Xuất khẩu lao động hướng đi giảm nghèo cho người dân Hải Trạch. Hội thi chăn nuôi bò bê giỏi năm 2014 ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh. Hôm qua ngày 4 tháng 10, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã tổ chức lễ hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014. Với thông điệp hãy hành động vì một môi trường không rác, chiến dịch không chỉ kêu gọi khuyến khích cán bộ công nhân vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ý thức trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, mà còn vận động cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực Phong Nha Kẻ Bàng cùng tham gia làm sạch môi trường. Sau lễ hưởng ứng, toàn thể cán bộ nhân viên vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã cùng nhau thu gom rác thải, dọn sạch cả đoạn đường tại khu trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, vớt rác thải trên sông Son. Tại buổi lễ, đại diện các hộ dân tại xã Sơn Trạch cũng đã ký cam kết không xả rác thải ra đường, canh rạch, nơi công cộng, phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông, tăng cường sử dụng túi thân thiện với môi trường, tích cực dọn sạch vệ sinh nhà ở, nơi công cộng, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, vân vân. Thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Đồng Hới đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, chương trình phân việc thanh niên sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã chọn phường Hải Đình làm điểm chương trình xung kích tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị với phương châm mỗi thanh niên là một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuổi trẻ Hải Đình đã ra quân làm vệ sinh tại khu vực công viên Hồ Thanh, phát quang cây cỏ, làm nên, thực hiện gắn biển công trình đoạn đường thanh niên tự quản tại đường Nguyễn Trãi. Tuổi trẻ phường Hải Đình còn tổ chức chương trình giao lưu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học của xã Đức Ninh. Công an xã Lộc Thủy vừa phối hợp với công an huyện Lệ Thủy tổ chức kiểm điểm nhóm gồm 8 đối tượng vi phạm pháp luật tại khu dân cư. Nhóm đối tượng đưa ra kiểm điểm đợt này là Phạm Văn Lĩnh sinh năm 1991, Phạm Văn Thư sinh năm 1985, Phạm Văn Nico, Nguyễn Văn Dũng cùng sinh năm 1992, Đào Hữu Lợi sinh năm 1997, Bùi Hữu Tính sinh năm 1989, Phạm Bá Hảo và Trần Minh Thắng sinh năm 1998. Cả đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Thủy, đã có hành vi trộm cắp tài sản. Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện 91 vụ trộm chó và mèo với tổng trị giá trên 55 triệu đồng để lấy tiền ăn chơi. Tại buổi kiểm điểm, cả đối tượng đã thừa nhận sai phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm. Trường mầm non Hải Ninh, huyện Quảng Ninh được khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2011. Từ đầu đến nay, ngoài việc làm tốt công tác giảng dạy học tập cho con em trên địa bàn, thì đây còn là công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai phát huy hiệu quả cao. Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai trường mầm non Hải Ninh huyện Quảng Ninh được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng, trong đó quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ 1,8 tỷ đồng, phần còn lại thuộc nguồn vốn đối ứng của xã Hải Ninh và huyện Quảng Ninh. Nếu như trước đây trường mầm non Hải Ninh chỉ có 2 phòng học với diện tích 25 mét vuông mỗi phòng, thì đến nay toàn trường đã có 8 phòng học với diện tích 60 mét vuông mỗi phòng, phục vụ cho gần 250 em học sinh. Qua đó chất lượng giáo dục của nhà trường đã được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, phát huy tính hiệu quả của công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng đã được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Theo đó, trước thời điểm xảy ra thiên tai, dựa theo kế hoạch di dời của chính quyền địa phương, trường mầm non Hải Ninh sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dụng cụ học tập của trẻ để tạo phòng trống cho người dân đến tránh trú với sức chứa mỗi phòng trên 40 người. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm để giúp người dân sinh hoạt trong thời điểm thiên tai diễn ra, có phần đảm bảo vốn an toàn về tính mạng con người trước những diễn biến khó lường của thiên tai. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý Thị trường Quảng Bình, tính đến hết quý 3, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 1.345 trường hợp hoạt động kinh doanh thương mại, trong đó phát hiện 869 vụ vi phạm và đã xử lý 863 vụ vi phạm. Cụ thể, lực lượng quản lý thị trường đã phạt cảnh cáo 328 vụ, phạt tiền 491 vụ và tịch thu hàng không xác định chủ sở hữu 44 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm gần 8,8 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính trên 2 tỷ đồng, bản hành tịch thu 5,2 tỷ đồng, hàng tịch thu chưa bán là 1,6 tỷ đồng và trị giá hàng tiêu hủy 209 triệu đồng. Riêng trong quý 3 năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 532 trường hợp, phát hiện 377 vụ và đã xử lý 368 vụ vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm gần 5,4 tỷ đồng.
Trong những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, góp phần đảm bảo bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, cả thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực Đảng quan tâm khác. Tuyên Hòa đẩy mạnh cường hóa đường giao thông nông thôn. Xuất khẩu lao động hướng đi giảm nghèo cho người dân Hải Trạch. Hội thi chăn nuôi bò bê giỏi năm 2014 ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh. Nhờ nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên nguyên tắc thu đúng, thu đủ, đúng định kỳ, nên đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã nộp thuế gần 1,3 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã nộp vào ngân sách gần 1,3 tỷ đồng, đạt 86% dự toán năm 2014, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2013. Để phấn đấu đạt mục tiêu được giao trong năm 2014 là 1,5 tỷ đồng. Thời gian tới, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới sẽ tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, đảm bảo số thu ngân sách từ lĩnh vực khách sạn, nhà hàng tương xứng với sự phát triển của du lịch thành phố. Trong 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tuyên Hòa đã chọn tiêu chí giao thông nông thôn làm khâu đột phá. Đến nay, 19 trên 19 xã đã triển khai ra quân giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn tại các địa phương. Sau hơn 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Tuyên Hòa đã được cường hóa hơn 100 km. Duy tu bảo dưỡng trên 125 km đường giao thông với tổng ngày công thực hiện 2.340 công. Trong hơn 3 năm thực hiện chương trình, tổng kinh phí xây dựng giao thông nông thôn của huyện Tuyên Hòa trên 110 tỷ đồng. Cùng với xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông để quản lý tốt hệ thống đường giao thông nông thôn sau khi đã giải phóng mặt bằng, huyện Tuyên Hòa cũng đã cấp kinh phí hơn 330 triệu đồng cho các địa phương để tiến hành công tác cắm mốc. Đến nay, nhiều xã cơ bản đã triển khai tốt và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và cắm mốc, điển hình như các xã Mai Hóa, Châu Hóa, Phong Hóa, Cao Quảng và Đức Hóa. Những năm gần đây, người lao động trên địa bàn xã Hải Trạch đã tìm hướng thoát nghèo, nâng cao thu nhập cho gia đình bằng con đường xuất khẩu lao động. Hiện nay toàn xã Hải Trạch có hơn 500 người đi xuất khẩu lao động, trong đó tập trung ở một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia. Hầu hết số người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đều có thu nhập khá, tích lũy được vốn gửi về cho gia đình. Bình quân mỗi tháng một người lao động gửi về cho gia đình từ 15 đến 20 triệu đồng. Từ nguồn thu này cũng đã có phần giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. Hiện số hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm xuống còn 5%. Công tác xuất khẩu lao động đã và đang giúp rất nhiều người dân ở tỉnh Quảng Bình nói chung và người dân xã Hải Trạch nói riêng nâng cao thu nhập, có cuộc sống ổn định, từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo chuẩn nông thôn mới. Nhằm phát triển phong trào chăn nuôi bò lai sinh, tạo khí thế hăng hải thi đua lao động giỏi trong công nhân, hôm qua ngày 4 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh đã tổ chức hội thi hộ chăn nuôi bò bê giỏi năm 2014.
27 hộ gia đình với 27 cặp bò bê lai đẹp được tuyển chọn từ 9 đội sản xuất đã đến tham gia hội thi năm nay. Phần thi lý thuyết, người chăn nuôi trình bày những kiến thức về cách chăm sóc, nuôi dưỡng bò thời kỳ sinh sản, cách trồng và chế biến thức ăn, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho bò, v.v. Phần thực hành dựa vào các tiêu chí về ngoại hình, trọng lượng, chế độ dinh dưỡng để đánh giá thể chất, tỷ lệ máu lai của bò mẹ, bê con. Đây là lần thứ 5 tôi tham gia hội thi hộ chăn nuôi bò bê giỏi do công ty tổ chức và tôi cảm thấy là đây là một truyền thống đẹp công ty đã tổ chức ra để tạo cho công nhân là có một kỷ niệm hưng phấn thi đua nhau trong quá trình chăn nuôi và qua cái hội thi thì chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều cái kinh nghiệm và kiến thức để hỗ trợ thêm cho trong công việc chăn nuôi bò. 3 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Liên Ninh đã đầu tư 4,5 tỷ đồng cho 442 hộ gia đình công nhân vay vốn chăn nuôi bò lai sinh. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và thủ tinh nhân tạo bò. Nhờ có chính sách phát triển chăn nuôi phù hợp, nên đến nay, công ty có tổng đàn bò 860 con, với 100% là bò lai sinh, và trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chăn nuôi bò lai sinh. Chăn nuôi bò lai sinh đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống của công nhân trong công ty. Năm nay thì công ty Liên Ninh tổ chức cái hội thi hộ chăn nuôi bò bê giỏi phải là đạt thành công tương đối tốt và nó thể hiện cái chất lượng bò năm nay là quá đẹp. Chủ hộ đưa đến những con bò phải là tỷ lệ máu lai là trên 75%. Chúng tôi thấy rất phấn khởi và tiếp tục cho năm 2015-2016 công ty tiếp tục phát động cái phong trào này, đặc biệt là đưa các cái giống mới và sẽ cải thiện cái hội thi mang cái tính chất cao hơn, thuyết phục hơn cho công nhân lao động. Hội thi hộ chăn nuôi bò bê giỏi là hội thi truyền thống được tổ chức 2 năm một lần, để người lao động được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi bò lai, đồng thời cung cấp những kiến thức mới về kỹ thuật nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh và khuyến khích người chăn nuôi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư phát triển chăn nuôi bò lai sinh. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong chiều nay ngày 5 tháng 10, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có sông. Trong cơn sông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và rải rác có sông. Trong cơn sông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và rông. Trong cơn sông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, sau tăng lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Vùng biển có mưa, mưa vừa đến mưa to và rông mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sau tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn sông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m, sau tăng lên 2 đến 3 m.